Chị giống chị Hương à?
cũng mất à? Ôi trời, em mua rồi mà sao nó vẫn không mất được chị? Ôi trời ơi! Mua rồi! Hết rồi, thế là hết à? Con con! Tuyệt vời đấy. Đúng rồi, còn ngoài đó. Được chưa? Ôi trời, đẹp thế. Ôi trời, đẹp thế. Đẹp thế. Sướng thật đấy nhỉ, đẹp thật. Quay video nhá. Thế chưa? Vẫn còn. Ôi trời ơi, sướng không? Đẹp thế. Ôi trời ơi, đúng là sướng tính cơ người. Quay được trực tiếp ấy. Em phát trực tiếp. Phát được trực tiếp ấy, bảo gì là mình buồn quá. Đây rồi nhá. Ôi trời ơi, thích không? Lần đầu tiên được xem bán pháo hoa tại Linh Bình, sướng nhỉ? Còn cái ui trời ơi, sướng không? Ui trời ơi, đẹp thế. Sướng lắm ấy. Mà trẻ con đấy được đi xem như này. Ôi đẹp thế. Nhiều thế mà nó bán nhiều thế cơ mà nhỉ. 15 phút mà. Ừ, thích thế cơ mà. Ôi ôi. Ôi trời ơi, đẹp thế mà. Phát đẹp thế là đẹp. Ôi trời ơi, sướng thế. Em mua đấy. Mà vẫn không ấy được, điền thế nhưng của mỗi mình em được. Chị không phải là, chị Nhung phải là 15 nghìn này. Nhung có được đâu. 15 nghìn đây. 15 nghìn mà có bán được đâu. Ôi đẹp. Ôi trời ơi, đẹp thế. Ôi sướng thật. Ôi đẹp thế. Ôi trời ơi, đẹp thế. Ôi đẹp thế. Ôi trời ơi, mắt rồi, mắt thật thì đẹp thế. Ôi công nhận đấy, đẹp thật đấy. Sướng quá cái công à. Quá cái công ở lại. Hết chưa? 15 phút. Trời ơi, đúng quậy bà Hòa mở hết cái tay nhá. 15 phút nha mọi người nha. Em đã luôn. Đẹp thật đấy. Nó mỗi tuần máy quay nó không quay được hết cái đồ đẹp bên, như mắt ở bên ngoài nhìn đẹp nha. Đẹp công nhận. Trời ơi, trong này nó không sáng này. Ui trời đẹp. Má đã rồi. Ui trời. Nó ánh sáng nó rẻ lên nó càng rẻ. Trời ơi, có sao có trăng không? Hôm nay có xạ có trăng mà. Sáng trời. Ui ôi, gương mà đẹp thế chứ nhỉ. Đã hết luôn. Thật đấy, xem bán pháo hoa sự thật. Lần đầu tiên ba chị em mình được xem bán pháo hoa cùng nhau này. Tên chính thức là tên âm làm sao mà được gặp nhau nhỉ? Đấy, cảm ơn người. Đấy, đẹp không? Tên này thì chị em mình mới được xem cùng nhau, nhưng tên âm làm gì được ở nhà nào về nhà nào ấy rồi. Thế mà em không phát được quân nhiên đâu. Thích không? Xem sướng thật. Đẹp thế. Đúng là sướng thật đấy. Xem 15 phút mà. Xem đẹp nha. Nên là xem thi bắn pháo hoa là lắm cơ mới nè. Đi hả? Ôi trời ơi.
nó không nhiều. Ôi giời ơi, nắng kéo vậy. Đấy, nắng kéo vậy. Sướng thế, kịp phải nắng tính người. Xem tính người. Trời ơi, nhìn kìa. Ui đẹp thế. Ủa khai. Đúng như là những cái gì? Kim tuyến ấy nhỉ. Trông như kim tuyến mới cả sao rơi xuống ấy nhỉ. Ui trời đẹp thế này. Xa không? Ủa đẹp chưa này. Đẹp thế. Sao mà lại không rời mắt là phải nha. Đẹp như thế này mà. Ấy, U Thành vừa về đẹp nha. Vừa về cho bọn mình được xem. 15 phút mà chắc là vài phút nữa. Muộn đấy Hoa ơi.
Rồi, chào em nhá, chào cả nhà nhá.